Thương hiệu Mông Blanc cho ra thị trường rất nhiều loại bút sang trọng khác nhau như bút bi, bút mực, bút bi nước. Cũng như các loại ruột bút Mông Blanc với nhiều mẫu mã thích hợp cho từng loại bút cao cấp bậc nhất. Với ưu điểm tiện lợi, nét chữ đều và đẹp bút dạ bi Mông Blanc hàng nội địa nhật được rất nhiều người tin dùng. Ruột bút Mông Blanc tại thành phố Hồ Chí Minh ruột bút bi Mông Blanc, Bopoi Pen Refill, hàng nội địa nhật. Tóm tắt bài viết 2, một bút mông blăng là gì, hai ruột bút dạ bi mông blăng, 3 ruột bút dạ bi mông blăng Rollerbo Refill, 4 ruột bút mông blăng tại thành phố Hồ Chí Minh ruột bút bi mông blăng, Bopoi Pen Refill, Hàng Nội Địa Nhật, bút mông blăng là gì, là loại bút dòng ruột lông bi, ruột mực nước. Rollerbo thay thế khi sử dụng hết mực với cơ chế mở nắp để viết. Thích hợp với những người vừa ký và vừa viết lách hàng ngày. Cho nét chữ đẹp và ướt mượt như bút máy bút dạ bi mông blăng được hiểu na là một chiếc bút sử dụng mực nước, mực ở dạng lỏng nên một số loại cần bơm như bút máy, một số loại khác có sẵn trong ống mực nằm trong thân bút mà ta gọi là bút bi nước rồi bút gel hoặc bút dạ bi. Ruột bút mông blăng rollerball refill chính là loại ruột trong các loại bút bi nước, bút dạ bi có ống mực với chất mực lỏng có sẵn trong ống mực không cần bơm nên cho ra những nét chữ đậm và vô cùng tinh tế. Hằng ngày sử dụng ta không lo việc thay mực dẫn đến bị dính tay khi cầm viết. Đồng thời, mực không bị giò dỉ nhiều nên chất mực rất bền và rất khó bị hư do không tiếp xúc bên ngoài không khí nhiều. Dòng ruột bút Montblanc Rollerball Refill thật tiện ích. Ruột bút dạ bi Montblanc, thông tin sản phẩm, tên thương hiệu, Montblanc, xuất xứ, Đức, Germany, loại ruột bút, ruột bi nước, Rollerball. Dùng cho các loại bút bi nước có dạng nắp rời của hãng Montblanc, màu mực xanh, Royal Blue, cỡ ngòi. Ngòi ép nét nhỏ, chuyên viết, 0,5mm ngòi M, nét vừa, chuyên ký, 0,7mm, dấu, dấu, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dép massage đá tự nhiên của Nhật mua ở đâu hàng chuẩn nội địa dép massage chân khảm đá, ruột bút dạ bi mông blank roller Ball refill, ruột dạ bi mông blank roller Ball refill có thân kim loại chứa mực nước bên trong. Đầu có răng nhựa để vặn vào cố định vào bút. Khi viết thì viên bi ở đầu ngòi sẽ lăn tròn để cuộn mực ra ngoài tạo viết hằn theo nét chữ đã trên giấy. Do có răng nhựa nên khi lắp ruột bút dạ mông blang chính hãng vào thân bút rất dễ dàng và chắc chắn, giúp cho bút mông blang hoạt động ổn định tuyệt đối. Mông blang Refill for Rollable chính hãng có rất nhiều màu như Mystery Black, Royal Blue, Petro Blue, Barbados Blue, Modena Red, Cool Grey, Manganese Orange, trước đây còn có Pacific Blue và một số dòng ruột bút Limited Edition khác. Do quy định riêng của cơ quan nhà nước trong việc sử dụng màu mực khi ký văn bản nên phần lớn ruột Rollerball Refill Mông Blanc được nhập về Việt Nam là màu xanh Royal Blue, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn mua ruột bút Mông Blanc nội địa nhất tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giá tốt. Mông Blanc Review for Rollerball có 3 size chính đó là F5, M, Medium, và B, Broad. Trong đó size M là thông dụng và thường được nhiều khách hàng tìm mua nhất vì phù hợp nhất để ký và viết lách like hàng ngày. Ruột bút Mont Blanc Refill for Rollerball dùng chung cho tất cả các loại bút dạ bi Mont Blanc.